làm trong cái môi trường làm việc rất là độc hại, hít những cái hóa chất với là những cái bụi nhiều. Đa số thợ nail là bị đau bao tử, là tại vì ngày lúc trước thì đông quá thì nhịn đói, ai cũng bị đau bao tử. Thì bây giờ Leon đang đứng trước tiệm nail của Marcel là Fantastic Nail. Marcel là chủ nail, nói chung cũng qua bên Mỹ rồi cũng mở tiệm nail, cũng làm chủ trong cái ngành nail này. Sẽ có nhiều câu chuyện cũng như những cái trải nghiệm chia sẻ của Marcel nha. Hello, chào Marcel. Nếu mà chị Marcel không ngại, chị có thể chia sẻ cái lý do gì mà chị đã lựa chọn Think Small and Strong là nơi mà chị gửi gắm cũng như là chọn mặt gửi vàng đó để tham gia cái chương trình IU Secret. Có cái living benefit. Mình bệnh mình được lấy tiền ra, đặc biệt là chấm lời thì cao hơn. Cũng là life insurance nhưng mà những cái chương trình cũ thì chỉ có khi nào mà mình mất, mình qua đời thì cái người thừa hưởng, cái beneficiary mới nhận được tiền. Còn chương trình này thì ngoài cái tiền mà lúc mà mình qua đời đó, thì lúc mình còn sống mình lại có những cái lợi ích đó nữa. Cho nên là em cảm thấy yên tâm hơn. Giống như là có tiền về hưu, có tiền tiền bệnh thì mình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tại vì sau này mình đâu có biết được đến cái tuổi già, tuổi lớn của mình có còn đi làm được nữa hay không. Lúc trước mình có bảo hiểm với hai công ty khác thì cũng rất tốt rồi, nhưng cái này thậm chí còn tốt hơn nữa, cho nên mình mới đổi. Mà sao nghĩ người Việt Nam của mình trong ngành nail cũng đi làm cũng mười mấy, có người làm 20 năm luôn đó. Với họ quên mất đi một cái chương trình IUL như thế này, quên mất đi cái tầm quan trọng của cái việc để dành tiền mà nó xanh lời cho mình đó. Thì Marcel thấy cái điều đó là một cái điều có hối tiếc không ta? Khi mà mình lên tới 65, tới 70 tuổi mình muốn, nhưng mà thật sự ra sức của mình nó không có gọi là giống như là cái như khả năng nữa. Mắt mình mờ nó đi, tay mình nó rung đi. Đó là thực tế. Cho đến thời điểm hiện tại thì em rất là vui, tại vì mình cũng mua được một cái life insurance tốt cho bản thân mình, rồi mua được cho con của mình một bảo hiểm luôn, thì cảm thấy yên tâm. Leon rất là hy vọng những ai coi video này gọi ngay vào số điện thoại của công ty ở bên dưới đó, có bất cứ những câu hỏi thắc mắc gì đó cứ chia sẻ. Cảm ơn Marcel rất là nhiều.